Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc bật lửa, một ống chứa ga và một trang giấy là đã có thể tạo ra những bức tranh lửa đầy nghệ thuật. Việc vẽ tranh bằng lửa, việc làm tưởng chừng không thể thực hiện này lại đang là xu hướng sáng tạo mới của nhiều bạn trẻ. Và có một chàng trai thuộc thế hệ 9X vẫn đang ngày ngày tạo ra những bức tranh đầy nghệ thuật từ lửa. Xin giới thiệu đến quý khán giả, đây chính là anh chàng sinh viên Huỳnh Quốc Tuấn, sinh viên Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là những bức tranh lửa đã do Tuấn chế tác nên. Thật hấp dẫn và ấn tượng phải không thưa quý vị? Và ngay bây giờ xin được mời quý khán giả, chúng ta hãy cùng gặp gỡ chàng trai có niềm đam mê kỳ lạ này nhé. Trong một cái việc tình cờ là tôi làm quà tặng cho một người bạn, thì những cái vết cháy xén do quá trình làm việc thì nó tạo thành một cái hình hài kỳ lạ làm tôi bị thu hút. Và sau đó là tôi thấy nó thật là thú vị, sau đó tôi đã tìm và nghiên cứu để phát triển nó và biến nó thành tranh theo thể loại và phong cách riêng của mình. Chỉ với chiếc bút lửa và giấy chuyên dụng là Huỳnh Quốc Tuấn đã có thể sáng tạo ra được những bức tranh đốt lửa đầy nghệ thuật. Hơn 3 năm gắn bó với sự diệu kỳ từ lửa, Tuấn đã phải trải qua vô vàn sự thất bại. Chỉ cần một chi tiết sai là phải vẽ lại hoàn toàn hay lửa quá nóng là cháy giấy. Thế nên dù tay có bị bỏng nhưng Tuấn vẫn miệt mài kiên trì để hoàn thiện bức tranh tới cùng. Vì với Tuấn, một bức tranh đốt lửa hoàn thiện là một sản phẩm vô giá. Nó thể hiện giá trị không thể tẩy xóa của những nét vẽ và cũng là giá trị công sức kiên trì bền bỉ của người sáng tạo ra chúng. Thì tôi không có nghĩ là tôi làm được cái chuyện đó. Rồi sau đó nó trở thành một cái đam mê, nó thôi thúc tôi từng ngày. Thông thường để làm được một tấm tranh đốt lửa thì tốn khá nhiều thời gian. Thì nào là mình phải xử lý giấy, rồi dựng hình phác họa. Mà khó nhất là trong quá trình đốt. Khi mà mình đốt thì nó, nếu thành công thì cái công việc, thời gian đó sẽ được rút ngắn hơn. Nhưng mà nếu thất bại thì phải đốt đi đốt lại nhiều lần. Những tai nạn hay khó khăn khi đùa giỡn với lửa là điều xảy ra thường xuyên. Song, sau nhiều lần thất bại, Tuấn luôn tìm tòi, nghiên cứu thêm nhiều phương pháp và cách thức sáng tạo để không bị cháy giấy và tập điều khiển lửa như một thói quen để mỗi khi cầm bút vẽ sẽ chuẩn xác tới từng chi tiết. Thậm chí độ đậm nhạt trong màu sắc từ lửa cũng được Tuấn nghiên cứu kỹ lưỡng. Cái sắc độ của dòng tranh này thì tương đối là khó. Tại vì khi đốt ở một mảng này thì có nhiều khi nó sẽ cháy lan qua mảng bên cạnh. Thì những cái sắc độ đó nó cũng bị thay đổi theo. Có khi mình ra sắc độ đó là sắc độ mình ưng ý mà mình thích nhất rồi, thì mình làm cái sắc độ kế tiếp thì nó lại ảnh hưởng vào cái sắc độ cũ. Nên cái việc đó là cái việc mà phải tính toán trước. Theo ngành học thiết kế nội thất, nên Tuấn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm để phát triển dòng tranh đốt lửa nhằm giúp bổ trợ cho kiến thức học ở trường và công việc sau này. Mình đang nghiên cứu những nghệ thuật tạo hình để cho nó không còn là một tấm tranh bình thường, mà nó có thể là một cái gì đó nó trang trí ngoài việc là tranh, có thể là những đưa vào nội thất phù hợp. Cho dù có bị thương hay thiếu ngủ vì tập trung làm tranh trong thời gian dài, nhưng khi ngắm nhìn những đứa con tinh thần mà mình làm ra là đã đủ khiến cho Tuấn nhiều niềm vui hơn, hứng khởi hơn và đam mê hơn với nghề.